cứ bằng là cái clip của em anh Ú á, là anh thấy nó có một điều thế này. Cái điều thứ nhất á, là nó không còn ngàn ngàn con người. Nó con người nó minh mẫn, dòng con người nó sáng sủa hơn. Nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn đúng không? Nó sáng sủa hơn, đại khái là nó không có ù lì con người. Là vì cái đó, trong đó nó có ghi là người bị rối loạn tiền đình. Đúng rồi. Nhưng mà anh thì anh chắc chắn là anh không có lối tiền loạn tiền đình. Nhưng mà nó có một cái điều ở cái chỗ là mình coi có thể là lượng máu đưa lên não nhiều không? Nặng đầu đúng không? Đó, mình coi nghiên cứu cái đó coi. Nó có thể là, tại vì cái người bị tai biến mạch máu não á, là nó có cái đó là đột quỵ não đúng không em? Dạ. Còn cái người mà đột quỵ tim nó khác. Đúng rồi. Tại vì hai cái đó nó phân biệt rõ ràng, nó không có cái trường hợp là giống nhau. Đúng rồi. Cái người á mà đột quỵ não là huyết áp cao, mà cái người đột quỵ tim là huyết áp thấp. Anh hiểu nhiều lắm, tại vì anh cũng nghiên cứu bệnh anh nhiều lắm. Ok. Đó, thì coi như vậy thì mình thấy cái lượng máu đưa lên não nhiều nó có ảnh hưởng tới mạch máu não không? Tại vì cái mạch máu não của mình nó đã vỡ một lần rồi nha. Thì mình đưa cái lượng máu lên não nhiều thì nó không còn rối loạn tiền đình. Nhưng nó có ảnh hưởng tới mạch máu não hay không? Mình phải nghiên cứu cái vấn đề đó lại. Cái này thì anh yên tâm, nó không có phải giống mình nghĩ nó cái kiểu đó đâu. Những cái người mà bị và tại vì sao mà người bị cao huyết áp người ta bị nặng đầu là tại vì cái máu đưa lên não nó bị thiếu oxy cho nên nó bị nặng đầu. Mà lúc mà mình bắt đầu mình cảm giác là mình tỉnh táo hơn đó, mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn đó, thì lúc đó là cái dấu hiệu mà cho thấy não bộ của mình nó đang được cung cấp máu tốt, với lại nó đầy đủ oxy. Rồi. Nên là sau một tuần hai tuần gì đó, thứ nhất là thấy người nó nhẹ hơn, cái suy nghĩ của mình nó khỏe hơn, nó lanh hơn. Đúng rồi, nó lanh và rất là kiểu với cái gì. Điều thứ hai nữa để anh nói anh chưa có hết, cái điều thứ hai nữa khi uống cái loại thuốc của em bên đưa cho anh đó là tay chân của anh máu đi rần rần, máu đi rần rần làm như là hồi trước là cái máu nó không đưa được qua tất cả các chi mạch máu nhỏ. Ngày nay anh uống thuốc đó thì máu nó đưa tới mấy cái chi với cái mạch máu nhỏ. Trong cơ bắp. Nó đi rần rần. Mỗi khi anh tập thể dục đó là hai cái tay của anh nó sụt cứng lên. Hai cái tay của anh nó có dấu hiệu là nó sụt cứng lên. Nó cứng lên một thời gian, càng tập càng cứng, càng tập càng cứng. Khi anh nghỉ ngơi á, là khi bắt đầu anh buông ra, anh nghỉ ngơi là anh thả lỏng tay chân đầu ra này, kia các cái anh vũ cho nó đều nhẹ trở lại, thì bắt đầu nó sẽ từ nó sẽ nhẹ trở lại. Hiện tại đó, thấy tay chân nó cũng linh hoạt hơn đúng không anh? Nói chung thì nó không còn ù lì như hồi xưa. Cái vậy.